Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hai của Túy Kỳ Tiên Trần Á Sáng tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ. Trận này diễn ra sáng nay ngày 17 tháng 8 năm 2023. Mời anh chị xem. Trần Á Sáng cầm đỏ đi tiên, Kim Trung Tín cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Lăng Quyên. Trang Chuyên.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。
Chuyên. Trang Chuyên. Chơi đến đây, xác cục, Kim Trung Tín, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.